Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, thời tiết toàn miền Bắc vẫn duy trì trạng thái ít mây. Lúc này, nền nhiệt ngoài trời chỉ khoảng từ 14 đến 17 độ. Riêng một số nơi ở vùng núi vẫn có nhiệt độ dưới 12 độ, nên trời vẫn rét. Tuy nhiên, trạng thái rét này sẽ nhanh chóng qua đi khi nắng lên, không khí được sưởi ấm dần và nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ tăng nhanh từng giờ. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong chiều nay ở cả phía Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh ở phía Tây đều dao động từ 25 đến 28 độ. Ở miền Trung, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn chịu tác động của không khí lạnh nên lúc này trời vẫn còn rét. Trong đó thì nhiệt độ tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chỉ khoảng từ 15 đến 18 độ. Khu vực vùng núi thì có nơi thấp hơn, còn ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Phần từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, phổ biến trong khoảng từ 21 đến 24 độ, trời mát. Trong ngày hôm nay, cả miền Trung chỉ có mưa ở một vài nơi ở vùng ven biển khu vực Trung Trung Bộ, còn các khu vực khác phổ biến vẫn là không mưa, nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh. Vì thế, nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố miền Trung không cao. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, nhiệt độ phổ biến là từ 25 đến 28 độ. Vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ trong khoảng 28 đến 31 độ. Không khí lạnh yếu đi nhưng chưa tan hẳn, trường gió Đông Bắc tiếp tục mang tới cho khu vực Tây Nguyên cái rét ngọt về đêm và sáng, với mức nhiệt hiện tại ở Tây Nguyên đang là từ 17 đến 20 độ, riêng tại Đà Lạt thì chưa tới 15 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ tại miền Đông, một số nơi vẫn se lạnh với nhiệt độ ngoài trời hiện chỉ từ 22 đến 23 độ. Ở miền Tây mát mẻ với mức nhiệt cao hơn 24 đến 26 độ. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái ít mưa, nắng sớm, nhưng vẫn nhờ có gió Đông Bắc nên nền nhiệt trên hai khu vực không tăng cao. Tại Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay là từ 26 đến 29 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Trên biển, không khí lạnh yếu đi, gió Đông Bắc của hầu khắp các khu vực đều giảm cấp. Chỉ riêng vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước. Thank you.